Rồi, cô chào các em học sinh, rất vui để đến với các bạn tiết học ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng ta đã học xong bài 31. Hôm nay cô và các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu ở bài 32. Đây là một cái bức tranh về cái dự báo thời tiết của nước ta, đúng không nào? Như vậy, bài 32 hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu về các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta. Các em ghi bài. Hôm trước chúng ta cũng đã nói rồi, nước ta chịu ảnh hưởng bởi hai mùa gió, đúng không? Gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu gió mùa Đông Bắc. Nó hoạt động từ tháng 11 cho đến tháng 4 của năm sau. Người ta gọi đó là mùa đông. Như vậy gió mùa Đông Bắc này có đặc điểm như thế nào? Cô và các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu. Đầu tiên, cô mời các bạn xem một số tranh ảnh về mùa đông ở ba miền, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đầu tiên các bạn xem một số hình ảnh ở miền Bắc. Còn đây là mùa đông của miền Trung. Và đây là mùa đông của miền Nam. Sau khi tìm hiểu, nhìn các tranh ảnh rồi, các bạn sẽ tìm hiểu tiếp cho cô cái bảng số liệu. Ở đây là cô chia ra miền khí hậu chúng ta. Hôm trước chúng ta cũng nói rồi, chúng ta có ba miền khí hậu: miền Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Trạm tiêu biểu của Bắc Bộ đó là Hà Nội. Hướng gió chính hoạt động vào mùa này đó chính là gió mùa Đông Bắc. Nhiệt độ trung bình của Hà Nội thời gian này là tháng 1 là 16,4 độ C, và lượng mưa của nó là 18,6 mm. Dạng thời tiết thường gặp của tháng 1 là hanh khô, lạnh giá và mưa phùn. Về Trung Bộ thì trạm tiêu biểu mà chúng ta tìm hiểu đó là ở Huế. Hướng gió chính là hướng gió mùa Đông Bắc. Nhiệt độ trung bình của tháng 1 là 20 độ C, lượng mưa là 161,3 độ C, và dạng thời tiết thường gặp đó là mưa lớn và có thể có mưa phùn. Về Nam Bộ thì chúng ta sẽ tìm hiểu trạm tiêu biểu đó là thành phố Hồ Chí Minh. Hướng gió chính tính là tín phong Đông Bắc. Nhiệt độ trung bình của tháng 1 là 25,8 độ C. Lượng mưa ở tháng 1 là 13,8 mm, và dạng thời tiết thường gặp là nắng nóng, khô hạn. Như vậy thì chúng ta vừa nhìn hình rồi, và qua cái bảng này chúng ta có nhận xét gì về khí hậu của nước ta vào mùa đông hay không? Như vậy chúng ta thấy là mùa đông khí hậu ở ba miền khác nhau rõ rệt, đúng không nào? Miền Bắc chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Đây, gió mùa Đông Bắc mang lại mùa đông không thuần nhất, có nghĩa là đầu đông thì lạnh, cuối đông có mưa phùn. Mùa đông se lạnh, hanh khô, có lúc mưa phùn, ẩm ướt. Vì sao? Thì chúng ta thấy biết rồi, hôm trước là chúng ta ở bài 31 chúng ta đã học rồi. Có nghĩa là hoạt động của gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng trực tiếp vào mùa đông của phía Bắc, nên vào mùa đông miền Bắc rất lạnh. Trong khi đó thì khi gió mùa Đông Bắc này ảnh hưởng vào cái khu vực duyên hải miền Trung, thì khi đi vào miền Trung nó đi ngang qua cái vịnh Bắc Bộ, do đó là nó sẽ mang theo cái lượng hơi nước rất lớn, làm cho duyên hải Trung Bộ có mưa lớn vào những tháng cuối năm. Riêng Tây Nguyên Nam Bộ, thời tiết lúc này khô nóng, ổn định suốt mùa. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi vì sao mùa xuân lại có mưa phùn, đúng không nào? Thì chúng ta cũng biết rồi, cuối mùa đông áp cao Siberia chuyển dịch về phía đông. Lúc này gió mùa Đông Bắc vào Việt Nam, đúng không? Sẽ đi ngang qua vịnh Bắc Bộ và mang theo nhiều hơi nước, sẽ gây mưa phùn vào mùa xuân. Tiếp tục, vì sao Nam Trung Bộ, Nam Bộ mùa đông lại khô nóng suốt mùa? Thì như chúng ta thấy là gì đây? Do ở những cái vĩ độ thấp hơn, có nghĩa là gần xích đạo hơn,
thì ít chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, phải không nào? Và hơn nữa là lúc này gió mùa tây nam chưa hoạt động mạnh nên nam trung bộ và nam bộ mùa đông có cái khô nóng suốt mùa, được ha. Bây giờ chúng ta sẽ ghi bài. Đặc điểm của gió mùa đông bắc từ tháng 11 cho đến tháng 4 của năm sau chúng ta ghi như sau: tạo nên mùa đông lạnh mưa phùn ở miền Bắc, duyên hải trung bộ có mưa lớn vào các tháng cuối năm, mùa khô nóng kéo dài ở miền Nam. Các bạn ghi bài. Sau khi ghi bài xong ở phần 1, chúng ta sẽ sang tiếp tục cái tìm hiểu cái gió mùa Tây Nam hoạt động từ tháng 5 cho đến tháng 10. Người ta hay còn gọi đây là mùa hạ. Cũng tương tự như vậy, các bạn xem những cái hình ảnh mà cô đưa ra cho các bạn, mùa hạ của cả ba miền Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Sau khi xem hình rồi, các bạn sẽ tiếp tục xem cái bảng số liệu ghi lại những cái nhiệt độ, lượng mưa của ba trạm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Tương tự như vậy, trạm tiêu biểu ở Bắc Bộ là Hà Nội, lúc này hướng gió là hướng Đông Nam. Nhiệt độ trung bình của tháng 7 là 28,9 độ C. Lượng mưa của tháng 7 là 288,2 mm, và dạng thời tiết thường gặp đó là mưa rào và bão. Miền Trung thì trạm tiêu biểu đó là Huế, hướng gió chính là hướng Tây Nam. Nhiệt độ trung bình của tháng 7 là 29,4 độ C. Lượng mưa là 95,2 độ mm và dạng thời tiết thường gặp là gió Tây khô nóng kèm với bão. Ở Nam Bộ, trạm tiêu biểu là thành phố Hồ Chí Minh, hướng gió chính lúc này là hướng Tây Nam. Nhiệt độ trung bình của tháng 7 là 27,1 độ C và lượng mưa rất lớn 293,7 mm, và dạng thời tiết thường gặp là mưa rào và mưa dông. Như vậy, qua một số hình ảnh và cái bảng số liệu này, em hãy nêu nhận xét về khí hậu nước ta trong mùa hạ và nguyên nhân của sự khác biệt đó. Khi nãy thì chúng ta thấy là gì đây? Vào mùa đông thì cái gió mùa vào mùa đông thì gió mùa đông bắc đi ngang qua vịnh Bắc Bộ. Nó làm cho cái gì đây? Mang theo nhiều hơi nước nên duyên hải Trung Bộ, duyên hải miền Trung mưa nhiều vào mùa đông ở những tháng cuối năm. Nhưng khi gió mùa Tây Nam hay là gió mùa mùa hạ hoạt động thì các bạn biết khi gió mùa Tây Nam thổi theo hướng Tây Nam đi vào trong nước ta, đúng không nè, gặp cái dải Trường Sơn chắn ngang, đúng không? Gặp dải Trường Sơn chắn ngang, muốn vượt qua, do đó là khi mà lên cao, các bạn học lớp 6 các bạn cũng biết rồi, khi lên cao nhiệt độ càng giảm, do đó là nó sẽ như thế này, hơi nước gặp cái nhiệt độ thích hợp nó sẽ tạo tạo mưa, do đó là mưa ở phía bên Lào, có nghĩa là phía bên Trường Sơn Tây, chính xác. Mưa trút hết bên này, do đó khi qua bên dải Trường Sơn ở phía Việt Nam chúng ta thì lúc này vào mùa hạ, gió mùa Tây Nam là gió phơn Tây Nam hay còn gọi là gió Lào, gió này mang theo hơi nóng gây mưa. Rồi, tiếp tục các bạn nhìn cái bảng diễn biến mùa bão dọc ở bờ biển nước ta. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta có thể là đọc theo hàng hàng ngang lẫn hàng dọc. Bây giờ ha, đọc theo hàng ngang nha. Hàng ngang thì mùa mưa bão trên toàn quốc sẽ từ tháng 6 cho đến tháng 11. Được chưa? Rồi, ở địa phương từ Quảng Ninh cho đến Nghệ An là mùa bão từ tháng 6 cho đến tháng 9. Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi thì bắt đầu từ tháng 7 cho đến tháng 10. Bình Định đến Bình Thuận thì bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 11. Và từ Vũng Tàu đến Cà Mau là từ tháng 10 cho đến tháng 11.
Như vậy thì chúng ta thấy là gì đây? Nếu như đọc theo hàng dọc à, hàng ngang thì chúng ta thấy là gì đây? Càng vào miền Nam thì bão càng trễ dần, đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta đọc theo hàng dọc nha. Thì tháng 6 là tháng có bão ở Quảng Ninh và Nghệ An, ít hay nhiều? Ít, chỉ có một địa phương. Tháng 7, tháng 8 là từ Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, hai địa phương. Nhưng bắt đầu từ tháng 9, tháng 10 thì gì đây, diễn biến mùa bão như thế nào đây? À, nhiều hơn ở nhiều địa phương, đúng không? Từ Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Bình Thuận, đúng không? Rồi, và kéo luôn từ ở Vũng Tàu đến Cà Mau. Như vậy từ tháng 9 cho đến tháng 10 là hai cái tháng này là bão nhiều nhất, được chưa? Và tháng 11 đó là bắt đầu từ ở Nam Trung Bộ cho đến Nam Bộ. Như vậy ở phần gió mùa Tây Nam hay là mùa gió Tây Nam, từ tháng 5 cho đến tháng 10 hay còn gọi là mùa hạ. Bây giờ cô chỉ nêu ra hai cái ý. Ý thứ nhất là nhiệt độ trung bình trên toàn quốc cao và đạt trên 25 độ C. Thì các bạn biết là cái này là các bạn biết rồi ha. Gió mùa Tây Nam mang theo hơi nóng là các bạn biết ha. Rồi, lượng mưa rất lớn, chiếm 80% lượng mưa cả năm, tập trung ở miền Bắc và miền Nam. Miền Trung ít mưa do ảnh hưởng của gió Tây. À, bây giờ còn những cái ý nữa, cô mời các bạn bổ sung thêm. Rồi, cô đưa ra luôn cái các ý chính còn lại nha. À, gió mùa Tây Nam tạo nên mùa hạ nóng ẩm, có mưa to, được chưa? Cái tiếp tục, giông bão diễn ra phổ biến trên cả nước. Mùa bão bắt đầu từ tháng 6 cho đến tháng 1 và chậm dần từ Bắc vào Nam. Được chưa? Như vậy tóm lại, mùa hè chúng ta có những dạng thời tiết đặc biệt nào? Như chúng ta biết, đúng không? Chúng ta có gió Tây và mưa ngâu. Được chưa? Rồi. Cái thứ hai, giữa hai mùa chính là mùa đông và mùa hạ, đúng không? Có một cái thời kỳ chuyển tiếp. Bây giờ từ mùa đông qua mùa hạ thì chúng ta thấy là gì đây? Có cái mùa mùa xuân chen ở giữa, đúng không? Rồi, từ mùa hạ qua mùa đông thì có cái mùa thu chen ở giữa, đúng không nào? Như vậy giữa hai mùa chính chuyển tiếp có hai cái mùa xuân và mùa thu. Chúng có đặc điểm gì? À, chúng có đặc điểm là ngắn và không thể hiện rõ rệt, không phải là mưa không mà cũng phải là nắng không. Có thể là trong một cái buổi chiều à, mưa nhiều nhưng mà sáng đó thì nó nắng rất là gắt, đúng không nào? Vân vân. Được hai các bạn ha. À, chúng ta qua phần thứ ba là những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại là gì? Các bạn xem một số hình ảnh. Đây là những thuận lợi do thời tiết mang lại, đúng không? À, mưa nhiều, phải không? Lượng nước dồi dào nên chúng ta có thể là gì đây? Trồng cây quanh năm, phải không? Rồi, gì nữa? Cây trái xanh tươi quanh năm. Rồi mùa vụ phát triển nhiều, vân vân, đúng không? À, như vậy thuận lợi là thích hợp trồng các loại cây nhiệt đới có giá trị cao. Rồi, sinh vật phát triển quanh năm, tăng cường thâm canh, tăng vụ xen canh, vân vân. Rồi, như vậy với những cái thuận lợi đó thì các bạn xem một số tranh cô đưa phía sau này để thấy được bên cạnh thuận lợi đó vẫn còn có những cái khó khăn. Bão phải không nè, đúng không? Bão gây hậu quả như thế nào đây? Nhà cửa phải không, đổ nát, đúng không? Rồi, hai cái hình ở phía dưới thì chúng ta thấy là gì đây? Nước biển lấn sâu vào bên trong đất liền, phải không nè? Rồi, sạt lở ở những cái ven sông, những cái dải đất ven sông, đúng không? Gây thiệt hại rất là lớn. À, như vậy chúng ta thấy là này là gì đây? Ảnh hưởng của bão phải không? Ảnh hưởng của nước phải không nè, lấn sâu vào trong đất liền, vân vân. Rồi, bây giờ thêm ba cái hình nữa, đúng không? Không phải là nước lúc nào cũng có nhiều hết. Chúng ta thấy hình ở bên tay trái bên trên, xa xa là cái cầu, nhưng mà ở dưới lòng sông thì sao đây? À, nước cạn sông, phải không nè? Rồi, lòng sông không có nước. Rồi, cái hình bên trên, đất đai nứt nẻ, cũng giống như là cái hình ở bên dưới bên tay trái, đất đai nứt nẻ, chúng ta thấy là gì đây? Khô hạn. Mà hôm trước chúng ta cũng nói rồi, thời tiết và khí hậu nước ta rất là có tính chất gì đây? Thất thường.
năm mưa nhiều, năm mưa ít, vân vân, đúng không? Đó là những cái thiên tai. Như vậy bên cạnh đó thì chúng ta thấy là gì đây? Có những cái nét đẹp nhìn vào thì rất là đẹp, đó là cái hiện tượng sương muối ở Sapa, nhưng mà lại đẹp mà nó không có gì đây, không có có tốt cho cái sự phát triển của cây, nó lại gây hại cho cây. Do đó là cũng không mong muốn cái cảnh có sương muối ở địa phương, đúng không nè? Như vậy về phần khó khăn thì chúng ta thấy là sâu bệnh phát triển và tràn lan trên diện rộng. Thì các bạn biết rồi, Việt Nam chúng ta là gì đây, nước có cái gì lượng mưa rất là lớn, đúng không? Độ ẩm rất là cao, do đó chính vì vậy sâu bọ phát triển nhanh và lan trên diện rộng. Cái thứ hai, thiên tai xuất hiện gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Như nãy cô đã nói, lũ lên cao cũng gây cái hậu quả rất lớn đến đời sống cũng như là sản xuất. Năm mưa nhiều quá cũng không tốt, sâu bệnh. Năm mưa ít quá cũng không tốt, hạn hán. Một lần nữa cô nhắc lại là chúng ta cũng đọc thêm những cái thông tin để chúng ta biết được cái gì đây, thời tiết và khí hậu của nước ta từ đầu năm đến giờ nó có những cái thất thường nào đó, các bạn có thể là kể lại ha, rồi các bạn có thể là tìm hiểu thêm. Như vậy á thì bài chúng ta đã tìm hiểu xong. Các bạn trả lời các câu hỏi sau đây cũng như là gửi nhanh về cái địa chỉ mail của cô trước ngày 28 tháng 4 năm 2020 để được tính điểm. Và đây là một số câu hỏi cô đưa ra. Thứ nhất, khí hậu nước ta có mấy mùa chính? Dễ ha. Rồi, hiệu ứng của gió Tây Nam hay còn gọi là gió Lào ảnh hưởng rõ nét nhất ở miền nào? Dễ luôn ha. Tên của một dãy núi tạo nên hiệu ứng phơn ở miền Trung là gì? Nãy cô có giải thích rồi đó nha. Rồi, hiện tượng gây nhiễu loạn thời tiết, gây nhiễu loạn khí tượng toàn cầu trái ngược với La Nina tên là gì? Cái này dễ, lên Google search ha. Rồi, gió mùa hạ nước ta thổi theo hướng nào? Dễ luôn, đúng không nào? Rồi, các bạn làm nhanh lên và gửi cho cô trước ngày 28 để tính điểm. Rồi, chào các bạn và hẹn các bạn ở tiết sau. Chúng ta lại gặp nhau nhé.